Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 năm Mạng trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ. Vậy thì cái vận trình của những người tuổi Giáp Thân 1944 năm Mạng trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì sẽ có sức khỏe ra sao, tài lộc thế nào, công danh sự nghiệp gia đạo có tốt hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết ấy, những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 nam mạng thì trong năm 2024 thì vừa mới thoát khỏi được cái hạn tam tai, đúng không? Và năm 2025 là một cái năm mà bắt đầu có những cái bứt phá nhất định đối với những người tuổi Giáp Thân. Bên cạnh đó, đây cũng là một cái cơ hội để gia chủ có thể tăng thêm được những mối quan hệ, tăng thêm được cái may mắn và cái tài lộc cho mình. Quý vị đã biết ấy, những người tuổi Giáp Thân là những người có năm sinh là 1944, có thiên can là Giáp, địa chi là Thân. Người này có lá số là Dương Nam, có ngũ hành là Tuyển Trung Thủy, có cung mệnh là Cung Khôn thuộc Thổ. Đó, được gọi là quá thực chi hầu, có nghĩa là khỉ leo cây, có xương con khỉ, tướng tinh con heo, con nhà Hắc Đế, tử tánh, phú quý. Thưa quý vị, những người tuổi Giáp Thân thì chúng ta có thiên can là Giáp, địa chi là Thân. Đó, Giáp Mộc gặp Thân, Thân Kim, đúng không? Kim Mộc là tương khắc. Vậy nên là gì? Những người tuổi Giáp Thân ấy, thì thời tiền vận gặp khá nhiều cái nghịch cảnh trở ngại, đến trung vận và hậu vận thì cuộc sống sẽ khá hơn nhờ có sự tương hợp của ngũ hành giữa nạp âm và thiên can địa chi. Bên cạnh đó, bản thân họ không ngừng phấn đấu vươn lên để vượt qua những trở ngại. Những người tuổi Giáp Thân ấy, thì biết nắm bắt lấy cái thời cơ và thay đổi cái vận mệnh cho bản thân. Nếu mà những người tuổi Giáp Thân ấy, mà sinh vào mùa xuân hoặc mùa đông thì là được mùa sinh đó, và cuộc sống sẽ được an nhàn hạnh phúc hơn. Thưa quý vị, bước sang năm 2025 năm Ất Tỵ thì Giáp Thân, những người sinh năm 1944 thì đã bước qua cái tuổi 82. Ở độ tuổi này chắc hẳn là quý vị không còn tha thiết cầu vong gì cho cái sự nghiệp hay là tài lộc cả, mà cái quan tâm duy nhất là cái sức khỏe và được bình an, sống an nhàn đầy đủ bên con cháu và được bên cạnh những người mình thương yêu nhất. Và để xét về vận hạn của năm 2025 ấy, thì quý vị cần dựa vào cái yếu tố là thiên can địa chi, âm dương ngũ hành và những hệ thống sao chiếu mệnh. Từ đó chúng ta sẽ có những cái luận đoán chính xác nhất về cái vận trình của những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944. Thưa quý vị, nói chung đầu tiên chúng ta xét về cái thiên can Giáp. Giáp gặp Ất thì nó là gì? Giáp Mộc gặp Ất Mộc thì nó là gì? Là kiếp tài. Nó là kiếp tài. Như vậy là gì? Năm nay thì các bạn có thể bị kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ vì luôn gặt hái được nhiều thành công hơn người khác. Quý vị hãy luôn chú ý đến từng cái nhiệm vụ của bản thân và đừng có lơ là tạo cho kẻ xấu những cái cơ hội để lợi dụng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái hình tượng của bản thân. Công việc thì dễ gặp nhiều thị phi đấu đá. Vậy nên trong các mối quan hệ hoặc là trong công việc ấy, thì gia chủ làm gì cũng cần phải cẩn thận, kẻo dẫn đến tình trạng là tiền mất tật mang. Bên cạnh đó, chúng ta có địa chi Thân. Thân mà gặp Tỵ. Thân gặp Tỵ, đúng không? Tỵ Thân là lục hợp. Năm 2025 năm Tỵ gặp cục diện lục hợp, nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi Giáp Thân ấy, sẽ nhận được cái sự hỗ trợ mạnh mẽ. Cái vận trình thì hanh thông, công việc làm ăn thì gặp nhiều cái cát lợi, có cơ hội tốt để thăng quan tiến chức được mạnh mẽ trong thời gian này. Bên cạnh đó, tiền bạc thì không ngừng gia tăng, gia đạo hay là tình duyên, sức khỏe thì đều được cải thiện một cách đáng kể. Vậy nên đây là một cái thời điểm cực kỳ tốt cho những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944. Hơn nữa, trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì quý vị những người tuổi Giáp Thân ấy, nên chú ý một chút về sức khỏe. Chúng ta có Thân Kim gặp Tỵ Hỏa, đúng không? Tỵ Thân là xung khắc. Vậy nên cái vấn đề sức khỏe ấy, nó bị xung khắc. Vì vậy mà những người tuổi Giáp Thân ấy, sẽ đôi khi cảm thấy rất là nóng nảy, nóng tính và rất dễ xảy ra những cái tình trạng gọi là đưa ra những quyết định sai lầm trong cuộc sống, gây bất hòa trong gia đình cũng như là cho các mối quan hệ. Vì thế, để hóa giải cái cục diện xung khắc và mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Giáp Thân ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Giáp Thân. Đó. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta xét biết là gì? Những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944, năm 2025 năm Ất Tỵ thì gia chủ tuổi Giáp Thân là 82 tuổi. 82 tuổi gặp cái sao hạn
Và sao hạn là sao La Hầu. Đó. Sao La Hầu ấy thì nó là một cái sao xấu, các cụ nói là gì? Nam La Hầu, nữ Kế Đô. Thì ám chỉ đây là một cái năm mà rất kỵ với những người tuổi Giáp Thân năm hạn. Năm nay cái sao này chiếu mệnh ấy, thì sức khỏe của gia chủ sẽ bị giảm sút, có thể mắc những cái bệnh nghiêm trọng và phải điều trị lâu dài, gây ra tốn kém tiền bạc lẫn là gì? Lẫn là nhân lực. Nói chung ấy, những bác nào còn làm ăn kinh doanh buôn bán thì dễ gặp những cái khó khăn trắc trở, có thể bị gì mất mùa hoặc là bị gì làm ăn thua lỗ. Vì vậy mà những gia chủ tuổi Giáp Thân năm mạng ấy, thời gian này thì có tiền cũng nên là gì giữ cẩn thận, kẻo lại bị kẻ xấu lừa gạt mất đấy. Các bác đừng có ham hố gì về những trò đầu tư hoặc là gì sinh lời nhanh đấy, vì gì rất dễ mất mát tiền bạc trong thời gian này. Và cái sao La Hầu ấy thì là cái sao nó xấu nhất vào cái tháng 1 và cái tháng 7 âm lịch, tháng riêng và tháng 7 âm lịch, nên quý vị cần tránh hai cái tháng này để làm những việc đại sự quan trọng trong cuộc đời, để không bị ảnh hưởng đến cái hạn xung khắc này và đem lại cho những người tuổi Giáp Thân ấy, thì quý vị cần phải cẩn trọng trong chuyện lời ăn tiếng nói, nhẫn nhịn để tránh xa những cái mâu thuẫn, những cái xung đột với các mối quan hệ làm ăn bạn bè hay là với gia đình. Bên cạnh đó, những người tuổi Giáp Thân cũng giữ gìn chú ý về cái sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc tai mắt và máu huyết, giữ luôn phải giữ cho mình một cái tinh thần luôn vui vẻ lạc quan, luôn bình tĩnh đón nhận mọi vấn đề và tìm ra cái hướng giải quyết ưu tiên nhất. Đó. Xét về cái hạn năm ấy, cái hạn năm thì ở 82 tuổi nam mạng thì quý vị gặp cái hạn năm là cái hạn tam khoeo, cái hạn tam khoeo. Đó. Nói chung cái hạn tam khoeo là cái hạn xấu, nó gây chủ yếu gây thương tật ở tứ chi. Đó. Hoặc là gì những cái bệnh về xương khớp, phong thấp. Thì ngoài ra ấy, quý vị đi đứng đi lại cũng cần phải cẩn thận để hạn chế những cái tác động xấu do cái sao này đem lại. Gia chủ tuổi Giáp Thân thì nên chú ý, luôn chú ý khi mà di chuyển tham gia giao thông và kể cả đi bộ. Những người lớn tuổi, đặc biệt là tuổi Giáp Thân này, đã hơn 80 tuổi rồi, quý vị cũng cần phải chú ý đến cái bệnh xương khớp nhiều hơn và thường xuyên luyện tập thể dục thể thao một cách điều đặn đấy, để gì nâng cao cái sức khỏe của cơ thể. Các bác có thể tham gia vào những câu lạc bộ của những người cao tuổi ấy, để có thể là gì thoát khỏi những cái khó khăn đấy, thoát khỏi những khó khăn và có được cái, tìm được cái niềm vui trong cuộc sống, tận hưởng trọn vẹn cái tuổi già của mình. Đó. Bên cạnh đó năm nay thì quý vị không bị phạm tam tai nhé, không bị phạm tam tai, vừa thoát khỏi cái hạn tam tai năm 2024 nên là đây cũng là cái thời điểm để cho quý vị gì phục hồi lại cái năng lực, phục hồi lại cái sức khỏe của mình đấy. Tiếc rằng thì gặp cái cục diện ngũ hành xung khắc nên là sức khỏe nó không được tốt lắm, vì thế mà quý vị cũng cần phải hết sức chú ý để gì có được một cái sức khỏe tốt hơn. Và để hóa giải cái sao la hầu và cái hạn tam khoeo thì những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 năm ạ, quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật đấy, nó được sử dụng để gì hóa giải, đặc biệt là hóa giải những vận hạn xấu như là cái sao la hầu và cái hạn tam khoeo, giúp gia chủ có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào. Minh Quang Pháp Bảo đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Cái Minh Quang Pháp Bảo này có chứa cái lục tự đại minh chú của nhà Phật đấy, và bên trong cái viên cầu pha lê này nó có chứa cái gì cái chú Bát Nhã Tâm Kinh. Vậy nên là gì, nó sẽ giúp cho quý vị được tịnh tâm an nhiên và hóa giải mọi vận hạn của năm, giúp gia chủ có một năm sức khỏe như ý, tài lộc thì dồi dào. Cái Minh Quang Pháp Bảo đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái Minh Quang Pháp Bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 năm mạng nhé. Thưa quý vị, như chúng ta cũng biết năm 2025 là năm Ất Tỵ đúng không ạ? Ất Tỵ thì cái địa chi tỵ này nó ẩn tàng ba cái thiên can là Bính, Mậu và Canh đúng không ạ? Chúng ta có Giáp gặp Bính thì nó là thực thần, Giáp gặp Mậu thì nó là thiên tài và Giáp gặp Canh thì nó là thất sát. Đó. Như vậy là gì? Trong năm 2025 năm Ất Tỵ thì chúng ta có Giáp gặp Bính là thực thần. Đấy. Tức là gì? Trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ thì cũng có những cái ẩn tàng, những cái cát tinh như là thực thần và thiên tài và cái hung tinh như là thất sát. Đó. Đầu tiên chúng ta xét nhá, Bính, Giáp gặp Bính là thực thần. Thì nói chung ấy, năm 2025 có thực thần nó trợ mệnh. Vậy nên những người Giáp Thân sinh năm 1944 nam hạ sẽ gì gặp được nhiều cái lộc lá. Đấy. Quý vị sẽ có lộc ăn uống, được đi chơi đi bời hoặc là được mọi người gì tôn trọng đấy. Và trong thời gian này thì tài lộc cũng khá là dồi dào. Những người đầu tư kinh doanh ấy thì vẫn gì sẽ càng có lộc. Nếu mà quý vị biết nắm bắt thì tiền về không ít. Đó. Bên cạnh đó, chúng ta có Giáp gặp Mậu thì nó là thiên tài.
cái thiên tài này nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Giáp Thân trong năm nay ấy, thì có được cái tài lộc dồi dào, tiền túi lúc nào cũng rủng rỉnh đấy. Thậm chí nhiều người còn có cơ hội phát tài nhờ vào trúng số. Tuy nhiên những người tuổi Giáp Thân ấy cũng cần phải chú ý quản lý tài chính của mình, dành tiền tiết kiệm để lo cho bản thân khi mà ốm đau bệnh tật hay là giúp đỡ con cháu khi cần thiết. Thêm nữa, trong cái năm 2024 đầu tiên chúng ta có Giáp gặp lệnh canh, nó là Thất Sát đúng không ạ? Thì cái Thất Sát này nó báo hiệu là trong cái năm 2025 ấy, quý vị cần phải chú ý về các vấn đề về sức khỏe, về công việc đấy. Đặc biệt là những cái bệnh liên quan đến tiêu hóa hoặc là những chấn thương ở chân tay. Nguy hiểm hơn, ảnh hưởng của cái hung tinh Thất Sát này nó có thể khiến cho gia chủ mắc các bệnh liên quan đường hô hấp đấy. Tuổi đã cao thì dễ mắc phải cái bệnh suy hô hấp. Bởi vậy nên gia chủ cũng cần phải hết sức lưu tâm đến cái vấn đề sức khỏe của bản thân. Làm gì cũng cần phải chú ý đề phòng những cái nguy cơ nó có thể xảy ra đối với cơ thể. Ăn uống phải hợp vệ sinh và phải suy nghĩ tích cực thì bệnh nào cũng sẽ gì sớm được qua khỏi. Thưa quý vị, năm 2025 năm Bất Tỵ thì những người tuổi Giáp Thân ấy, thì có lưu niên lâm quan nó chẩm mệnh. Nó cho thấy là trong năm này ấy, thì quý vị sẽ duy trì được cái trạng thái tích cực với trên mọi cái phương diện. Dù là việc lớn hay việc nhỏ thì quý vị đều có thể gì nhiệt tình giúp đỡ, để được mọi người nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên, tuổi đã cao, vấn đề sức khỏe là cái mà quý vị cần phải quan tâm hàng đầu. Công to việc lớn thì cũng chỉ nên đưa ra ý kiến, chỉ đạo, còn hãy gì để con cháu thực hiện. Nói chung ấy, năm 2024 năm Giáp Thìn thì cũng là một cái năm mà có nhiều cái tin vui với những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944. Đấy. Lại thêm có gì? Có lưu niên hỷ thần. Hỷ thần nó báo hiệu. Ngoài ra lại có còn gì? Có thiếu âm. Thiếu âm và cái sao Thiên Việt. Đấy. Nó sẽ chủ về cái sự vui vẻ hòa nhã, mang đến nhiều cái phước lành. Đấy. Và cái năng lượng tích cực. Bởi vậy nên gia chủ hãy gạt phăng mọi cái lo lắng, mọi cái suy nghĩ, mọi cái áp lực để đón nhận những cái điều tốt đẹp và an nhàn hưởng cái tuổi già, vui vẻ bên con cháu. Từ các mối quan hệ về thiên can địa chi âm dương ngũ hành ấy, chúng ta cho thấy rằng gì? Năm 2025, năm Ất Tỵ là một cái năm mà những người tuổi Giáp Thân không gặp phải cái đại hạn nào quá lớn. Cuộc sống có thể coi là bình ổn đấy, về mọi mặt, sức khỏe, gia đạo, an vui. Tuy nhiên ấy, thì cái vận khí nó vẫn còn có thể bị sa sút bất cứ lúc nào. Do gặp cuộc diện gì? Tỵ và Thân nó là lục hợp nhưng nó cũng là gì? Là tương hình. Vì thế mà quý vị gia chủ tuổi Giáp Thân ấy cũng nên chú ý về cái họa thị phi. Chớ có lời qua tiếng lại với những người khác mà bị thiệt thân. Tuổi tác càng cao thì cần phải chú ý đến cái sức khỏe của mình và cái an toàn nhiều hơn. Đó. Vậy nên để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Giáp Thân ấy cần phải gì? Chú ý luyện tập thể dục thể thao, tăng cường các hoạt động thư giãn, kết nối với mọi người nhiều hơn để gì giúp cho tinh thần được thoải mái và sức khỏe nó cũng sẽ được gì? Được tốt hơn. Đó. Đó là về vận trình tổng quan của những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 trong năm 2025 năm Bất Tỵ. Tiếp theo chúng ta cùng xét về chi tiết từng tháng, từ tháng 1 tháng Mậu Dần đến tháng 12 là tháng Kỷ Sửu. Xem là đối với những người tuổi Giáp Thân thì tháng nào tốt, tháng nào xấu và tháng nào là có vận hạn quý vị cần phải tránh, đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về tháng Giêng, tháng Giêng là tháng Mậu Dần. Thưa quý vị, trong cái tháng Giêng ấy thì chúng ta có Giáp tuổi Giáp Thân ấy thì Dần Thân tương xung, đúng không ạ? Bên cạnh đó trong cái tháng Giêng ấy thì chúng ta có lưu niên Phúc Đức này, Lực Sĩ, Thiên Đức và Kình Dương, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì lưu niên nó là một đất tuyệt. Vậy nên là gì? Nói chung ấy, trong cái tháng Giêng cũng là một cái tháng mà có Phúc Đức và Thiên Đức, nó cũng là một cái sao tốt, nó chủ về cái may mắn nhất định cho những người tuổi Giáp Thân. Nhưng bên cạnh đó thì lại gặp cái sao Lực Sĩ và cái sao Kình Dương, thì đây là cũng là hai cái sao xấu, nó chủ về cái tai họa, thương tật và cái pháp luật. Quý vị nên phải hết sức thận trọng trong cái thời gian này. Gia chủ tuổi Giáp Thân trong hành động đi lại hoặc là tham gia giao thông cũng cần phải hết sức lưu ý. Đặc biệt quý vị cũng không nên tham gia vào những cái lời mời gọi kinh doanh hoặc những lời mời của những người liên quan đến giấy tờ pháp luật, kẻo lại tiền mất tật mang. Đó. May mắn là có Thiên Đức nó chiếu mệnh đấy, và cái Phúc Đức nữa, nên là trong thời gian này cũng có gì nhiều cái tín hiệu tích cực. Gặp hung thì hóa cát, hóa hiểm thành an, lại có cả cái gì cái thực thần nó chiếu mệnh nữa. Nên là trong cái tháng Giêng ấy thì những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 sẽ dễ có tài lộc. Tuy nhiên tài lộc dễ có nhưng mà cũng dễ mất, vì vậy mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhé. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến cái tháng 2 âm lịch là tháng Kỷ Mão. Thưa quý vị,
Tháng 2 âm lịch tháng Kỷ Mão thì chúng ta có gì? Mão gặp Thân, Mão Mộc gặp Thân Kim, đúng không ạ? Vì vậy mà trong cái thời gian này thì nó cũng báo hiệu là cái sức khỏe của những người tuổi Giáp Thân ấy thì cũng cần phải lưu ý nhá. Mão Mộc khắc Thân Kim tức là gì? Cái sức khỏe nó sẽ bị suy giảm. Đấy, sức khỏe này thì bị suy giảm này do cục diện ngũ hành nó xung khắc. Nó báo hiệu là trong thời gian này thì quý vị cần phải hết sức chú ý đến cái sức khỏe của mình nhé. Thêm nữa, trong tháng 2 thì quý vị có lưu niên điếu khách, lộc tồn và bác sĩ. Cái sao lộc tồn và bác sĩ, lộc tồn nó là cái sao gì? Sao chủ về cái tài lộc, nó mang lại cái may mắn, tài lộc cho các bạn. Còn cái sao bác sĩ thì nó là một cái sao, nó chủ về cái việc là gì? Được thông minh, trí tuệ và làm việc gì cũng sẽ được gì? Đây là cũng là một cái sao nó chủ về cái sức khỏe đấy, sức khỏe nó rất là tốt. Vì vậy mà gì, trong tháng 2 thì quý vị mặc dù là gặp cục diện ngũ hành xung khắc nhưng mà lại có bác sĩ, nên bác sĩ nên là sức khỏe thì nếu mà có gặp khó khăn ấy thì cũng sẽ gì, cũng sẽ dễ dàng mà được gì, được hóa giải. Nhưng mà mặc dù gặp bác sĩ thì quý vị cũng không nên chủ quan nhé, cũng cần phải là gì, dựa vào chính cái năng lực của bản thân để đưa ra những quyết định đúng đắn hơn trong công việc cũng như là trong cuộc sống, để có một cái cuộc sống được vui vẻ, quây quần bên con cháu nhiều hơn đó. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 3 âm lịch là tháng Canh Thìn. Tháng Canh Thìn chúng ta có nó gì? Có lưu niên, nó là một đất dưỡng. Đó. Vậy nên trong cái tháng 3 âm lịch ấy thì những người tuổi Giáp Thân ấy, nói chung ấy là trong thời gian này sẽ thư thái hơn, được an nhàn hơn. Thêm nữa, chúng ta có Thìn và Thân, nó là cục diện tam hợp. Nó chỉ ra rằng là gì? Trong cái thời gian này các mối quan hệ nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn, hài hòa hơn. Quan hệ giữa bạn bè, hàng xóm cũng như là gì? Quan hệ mọi người thân trong gia đình, giữa các thế hệ ấy, thì sẽ không có gì phải quá lo lắng. Vậy nên quý vị tháng này có thể tận hưởng cái niềm vui trong cuộc sống cũng như là gì, an hưởng cái tuổi già bên những người mình thương yêu nhất. Trong thời gian này thì những người tuổi Giáp Thân ấy cần phải lưu ý có lưu niên trực phù, quan phủ và cái đà la. Cái quan phủ đây này nó chủ về cái chuyện là gì, kiện tụng thị phi, chủ về cái giấy tờ, nên là quý vị tốt nhất ấy thì đừng có nghe lời những người kẻ xấu mà lại gì mang tiền đầu tư hay là ký kết những cái giấy tờ gì đó kiểu lại ảnh hưởng trực tiếp đến cái công việc, đến cái sức khỏe của mình. Thêm nữa lại gặp cái sao Đà La, trực phù và Đà La. Đây là hai cái sao nó chủ với cái sự trì, cái sự gọi là chậm trễ, trì hoãn. Vậy nên là trong thời gian này quý vị cần phải là gì? Đưa ra quyết định nhanh đó. Vậy nên đây cũng có thể coi một là một tháng mà gia chủ sẽ gì gặp được nhiều cái may mắn về sức khỏe, về tài lộc hơn. Đấy, sức khỏe tốt được gì? Thìn thổ sinh thân kim, được tam hợp quý nhân. Nói chung là trong cái tháng 3 này thì các mối quan hệ nó trở nên là gì, tốt đẹp hơn, mọi chuyện nó sẽ gì, hanh thông thuận lợi. Tuy nhiên trong tháng này thì chúng ta lại có gì, có cái thất sát. Đấy, cái thất sát nó ăn ngữ, vì vậy nó nói lên rằng là các bác cũng cần phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là trong chuyện công việc đầu tư kinh doanh hay là buôn bán ấy, thì sẽ gặp khó khăn đấy, gặp khó khăn do bị kẻ xấu ngáng đường cản lối. Vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Giáp Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 năm ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tháng 4 là tháng Tân Tỵ, đúng không ạ? Tháng Tân Tỵ chúng ta có Tỵ Thân là lục hợp. Đấy, vậy nên là trong thời gian này thì các mối quan hệ nó cũng khá là tốt đẹp, hanh thông. Thứ hai là gì, chúng ta có Giáp gặp Tân thì nó là chính quan. Trong thời gian này thì nói chung là quý vị sẽ có con đường quan vận hanh thông thuận lợi. Đấy. Bên cạnh đó thì quý vị cũng cần phải lưu ý nhé. Tháng này Giáp Thân ấy, tháng này nó có lưu niên Thái Tuế và Phục Binh. Thái Tuế là chỉ về cái gì? Chỉ về đây là một cái thần sát lớn nhất trong năm. Đấy. Là cái thần vị thần cái quản lớn nhất trong năm. Vậy nên là quý vị cần phải lưu tâm đề phòng. Bên cạnh đó đi kèm với Phục Binh nữa, tức là chủ về cái sự trì hoãn, chủ về cái sự trì trệ. Và có nhiều cái khó khăn, nhiều trắc trở trong cuộc sống mà khiến cho quý vị cần phải lưu nghĩ. Đấy, sao Phục Binh nó chủ với sự mờ ám, trì hoãn và phục tức là gì, nằm chờ đấy. Vậy nên là địch ở trong tối, quý vị ở ngoài sáng, rất khó mà có thể là nắm bắt được. Nhưng mà đây cũng là một cái may mắn là gì, trong tháng này được cục diện là Tỵ Thân là lục hợp, nên là các mối quan hệ nó cũng trở nên là gì, hài hòa hơn, tốt đẹp hơn. Trong thời gian này thì lại có gì, gặp cái lưu niên trường sinh. Lưu niên trường sinh nó cũng sẽ giúp cho thì những người tuổi Giáp Thân ấy thì sẽ cảm thấy là phấn chấn hơn, sức khỏe thì cũng ổn định hơn, mọi sự thì đều dễ thành. Nói chung cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán thì cũng gặp nhiều cái thuận lợi,
Vậy nên những người tuổi Giáp Thân ấy hãy nên để tận dụng cái thời cơ này để gì tăng cường cái sức khỏe cho mình và cẩn thận để gì kẻo bị kẻ xấu lừa gạt nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tháng 5 âm lịch. Tháng 5 nó là tháng Nhâm Ngọ. Tháng Nhâm Ngọ thì chúng ta có Thân này, Thân Kim gặp Ngọ Hỏa, Hỏa Kim là xung khắc. Đấy. Vậy nên tháng này là các mối quan hệ thì nó bắt đầu là gì? Là đi xuống. Cái thứ hai là gì? Sức khỏe thì nó cũng giảm do cục diện là Hỏa Kim là xung khắc. Bên cạnh đó thì trong tháng này quý vị lại gặp cái liên liên đại hao. Đấy, cẩn thận về cái chuyện mất tiền mất bạc nhé. Đặc biệt là gì? Là những người lớn tuổi thì như các bác tuổi Giáp Thân hơn 80 tuổi rồi thì cần phải chú ý đến cái sức khỏe của mình. Đấy, kẻo gì bị lại tốn tiền tốn bạc vì cái đại hao này nó ăn ngữ này. Thêm nữa trong thời gian này thì những người tuổi Giáp Thân ấy thì lại gì gặp cái lưu niên thiếu dương nó làm một sao tốt nhé. Đấy, nó cũng sẽ giúp hóa giải phần nào. Đấy, nó sẽ giúp cho quý vị có được gì được cái quý nhân trợ lực, và nếu mà có gặp bệnh tật ấy, đại hao này thì có hao tiền tốn của thì cũng có người đứng ra chịu giúp sức cho mình. Thêm nữa trong thời gian này thì có lưu niên nó rơi vào đất mộc dục. Lưu niên mộc dục thì nó cũng báo hiệu là trong tháng này quý vị nên đấy cảm thấy là gì, những người tuổi Giáp Thân cảm thấy luôn trông chênh và thiếu cái kiên định để làm mọi chuyện không ổn định. Cái chuyện làm ăn thì nó cũng dậm chân tại chỗ. Tiền túi thì không được dư giả cho lắm, sức khỏe lại có dấu hiệu bị suy giảm, nên là con giáp này phải tốn khá tiền bạc thuốc men để mà chữa trị. Vậy nên trong thời gian này thì quý vị cần phải chú ý nhé, chủ yếu là về cái sức khỏe của mình này. Thứ hai là cái mối quan hệ này để sao cho nó hài hòa đấy, nó không gặp nhiều cái khó khăn bế tắc. Đó là tháng 5 âm lịch. Tiếp theo chúng ta xem tháng 6 âm lịch là tháng Quý Mùi. Tháng Quý Mùi chúng ta có Mùi Thổ gặp gì, gặp Thân Kim, được cục diện là gì, Thổ Kim tương sinh. Vậy nên là trong thời gian này thì các mối quan hệ thì nó cũng đi lên đó. Và cái sức khỏe thì nó cũng gì cũng tốt lên đó. Và trong tháng này thì quý vị cũng cần phải lưu ý có cái lưu niên tang môn và bệnh phù đó. Tuy là được cục diện ngũ hành nó ủng hộ nhưng mà gì lại gặp cái sao xấu là bệnh phù và tang môn. Cái tang môn nó chủ về cái sự buồn rầu, chủ về cái chuyện tang tóc thị phi, còn cái bệnh phù nó chủ về cái gì, cái sức khỏe bị kém và nó cũng sẽ khiến cho quý vị gặp nhiều cái khó khăn trong công việc, trong cuộc sống. Bên cạnh đó lại gặp cái liên quan đới nữa, đâm ra là gì, trong thời gian này ấy, thì những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 nam mạng cũng sẽ gì rất khó có thể là gì giữ được một cái sức khỏe tốt. Vì vậy trong tháng 5, tháng 6 này là hai tháng mà quý vị cần phải chú ý về cái sức khỏe của mình là chính nhá. Đó. Tiếp theo chúng ta xét về đến tháng 7 âm lịch thì nó là tháng gì, là tháng Giáp Thân. Chúng ta có thân là tỷ hòa đúng không ạ? Vậy nên là gì, cái sức khỏe thì nó cũng bình thường đó. Và mối quan hệ thì nó cũng trở nên là gì, là bình hòa hơn. Trong thời gian này thì chúng ta lại có là gì, Giáp Thân có cái lưu niên lâm quan. Lưu niên lâm quan nó chỉ ra là trong thời gian này thì nói chung ấy, những người tuổi Giáp Thân ấy cũng đã gì có những cái suy nghĩ tích cực hơn và có những được những cái suy nghĩ tích cực này, và có được những cái thuận lợi do cái lưu niên lâm quan nó mang lại. Đấy, công việc hanh thông, các mối quan hệ thì nó trở nên là ổn định hơn, không gặp vấn đề nào quá khó khăn trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Bên cạnh đó thì quý vị lại có lưu niên thiếu âm và cái gì hỷ thần cũng như là cái sao thiên việt. Thiên việt đó là cái sao quý nhân, thiên khôi thiên việt là âm quý nhân dương quý nhân. Vậy nên là gì, trong thời gian này thì quý vị cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Thêm nữa lại gặp cái thiếu âm nó cũng là sao chủ về cái sự thông minh sáng suốt. Đấy, vì thế mà gì lại gặp thêm sao hỷ thần nữa, nó chủ về cái sự may mắn tài lộc. Vậy nên là gì, trong thời gian này cái tháng 7 âm lịch này, tháng Giáp Thân được gọi là tháng cô hồn ấy, nhưng mà những người tuổi Giáp Thân ấy cũng sẽ gặp khá nhiều cái may mắn do là có rất nhiều cái sao tốt đến chiếu mệnh. Vì vậy mà quý vị cũng cần phải là gì hết sức lưu tâm và đưa ra cho mình những cái quyết định đúng đắn để quý vị có thể có được những cái may mắn và tài lộc nhiều hơn nữa. Thêm nữa thì nói chung tháng 7 âm lịch ấy là tháng mà có nguyệt lệnh. Đấy, nguyệt lệnh nó đến. Vì vậy quý vị cũng cần phải chú ý về sức khỏe cũng như là các mối quan hệ xung quanh đối với mình. Tiếp theo chúng ta xem tháng 8 là tháng gì? Tháng Ất Dậu. Tháng 8 là tháng Ất Dậu. Chúng ta có thân kim cặp Dậu kim, nó là tỷ hỏa, âm dương hòa hợp. Vậy nên trong thời gian này sức khỏe thì nó cũng gì cũng tốt. Thứ hai là các mối quan hệ nó cũng gì cũng sẽ phát triển đi lên. Trong thời gian này thì quý vị lại gặp cái gì lưu niên lâm ở đất đế vượng. Vậy nên nó cho thấy là cái tinh thần của quý vị khá là
tích cực. Đấy, bản thân những người tuổi Giáp Thân ấy, trong cái tháng 8 âm lịch ấy, thì có được cái sức khỏe dồi dào và nói chung ấy, công việc thì nó cũng gặp khó khăn một chút do cái kiếp tài lâm vận, nhưng mà các bác hầu như hết là gì, đã ở nhà, đã tận hưởng tuổi già nên là cũng không phải lo lắng quá nhiều đến công việc. Đấy. Do là gì, được cái lưu niên đế vượng nó hỗ trợ nên trong thời gian này các bác cũng khá là gì, gặp nhiều cái may mắn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Thêm nữa, trong cái tháng này thì quý vị cũng cần phải lưu ý cái lưu niên quan phù và cái phi liêm này, đây là hai cái sao xấu nhá, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe và đến cái vận thế của các bác, vậy nên các bác cũng cần phải hết sức lưu tâm. Đó. Như vậy cái tháng 8 này ấy, thì nói chung ấy là cái tháng mà có sức khỏe, mối quan hệ tốt, đặc biệt là cái mối quan hệ này các bác phải giữ gìn nhé, giữ gìn cái mối quan hệ tốt đẹp này. Tiếp theo chúng ta xếp tháng 9 là tháng Bính Tuất. Tháng Bính Tuất thì trong tháng 9 Bính Tuất chúng ta có gì, có Thân này, Thân Kim gặp Tuất, Tuất Thổ thì được cục diện là Thổ Kim tương sinh, đúng không ạ, vậy nên các mối quan hệ nó sẽ đi lên và gì, thêm nữa là gì, cái sức khỏe trong tháng này thì nó cũng khá là tốt. Bên cạnh đó thì trong cái tháng này thì quý vị lại có cái lưu niên lâm ở đất suy. Vậy nên là cái lưu niên lâm ở đất suy ấy, nó sẽ khiến cho đôi khi ấy, khiến cho tinh thần của quý vị bị gặp những khó khăn, bị gặp những áp lực nó đè nén. Đấy. Vì thế mà những người tuổi Giáp Thân ấy cũng cần phải hết sức lưu ý. Đó. Ở trong thời gian này thì quý vị cũng cần phải gì? Tức là gì? Phải suy nghĩ một cách lạc quan hơn, tích cực hơn. Đừng có mà suy nghĩ tiêu cực, kéo lại ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân. Thêm nữa trong thời gian này ấy, thì có lưu niên tử phù và cái tấu thư. Cái tấu thư nó là một cái sao tốt nhá, nhưng tử phù lại là sao xấu, đúng không? Tấu thư nó là một cái sao, nó chủ về cái sự may mắn, về văn chương. Nhưng mà trong thời gian này thì quý vị nói chung cũng đã nghỉ hưu rồi nên là cũng không gì, không quan trọng cái này lắm. Quý vị chỉ lưu ý cái tử phù này, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tài lộc của quý vị. Thì quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm nhé, đừng có để nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình mà gì khiến cho cơ thể nó bị gì, gặp nhiều cái mất mát, thất thoát đáng kể. Đó. Tiếp theo chúng ta xét lên cái tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tháng Đinh Hợi. Tháng Đinh Hợi. Thì trong cái tháng Đinh Hợi này thì chúng ta có là gì? Thân gặp Hợi. Thân gặp Hợi là nó là cục diện gì? Thân Hợi là lục hại, đúng không ạ? Thân Hợi là lục hại. Thân là lục hại. Vậy nên trong cái tháng 10 âm lịch ấy thì cái cục diện lục hại nó án ngữ. Vì thế mà những người tuổi Giáp Thân 1944 nữ nam mạng ấy cũng cần phải hết sức lưu tâm là những cái chuyện xảy ra trong cuộc sống đến với mình. Vì gặp cái cục diện lục hại ấy, nên bản thân dễ xảy ra những cái mâu thuẫn, những cái khúc mắc với mọi người xung quanh. Vì vậy trước khi làm việc thì quý vị cũng cần phải gì, phân định rõ ràng đấy, và đừng có mà gì, đừng có mà dùng cái cảm xúc để đánh giá mọi việc mà phải dùng cái lý trí để đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta lại gặp gì, lưu niên tuế phá nữa. Trong tháng này có lưu niên tuế phá và cái tướng quân. Thì tuế phá và tướng quân thì đây là hai cái sao xấu, nó cũng sẽ khiến cho quý vị và các bạn gặp nhiều cái trắc trở, gặp nhiều khó khăn trong công việc hơn. Thêm nữa lại có lưu niên lâm vào đất bệnh nữa. Đấy, nó cũng sẽ khiến cho quý vị là gì, cái sức khỏe trong thời gian này nó cũng không được tốt. Vì vậy mà những người tuổi Giáp Thân ấy cũng cần phải hết sức lưu ý về cái sức khỏe của mình trong thời gian này, kéo lại gì, gặp gì, bệnh tật và phải tốn khá nhiều tiền để mà chữa trị. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tháng 11 âm lịch, đó là tháng Mậu Tý. Tháng Mậu Tý chúng ta có Tý gặp Thân thì nó là cục diện là gì, là tam hợp. Thì nói chung ấy, trong thời gian này được cục diện tam hợp nó nâng đỡ nên là các mối quan hệ của những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 nam mạng ấy, cũng được gì, hanh thông hơn, thuận lợi hơn. Các mối quan hệ thì đi vào guồng và những người tuổi Giáp Thân ấy có gặp khó khăn trắc trở gì thì cũng có người sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ. Thì đây cũng là một cái tháng cát lành may mắn đối với những người tuổi Giáp Thân. Dịp cuối năm thì quý vị cũng sẽ gì, có được nhiều cái thuận lợi nhất định và cũng có thể thu được một cái món hời lớn đó. Bên cạnh đó trong cái tháng này thì lại có gì, có Long Đức này, lại có Tiểu Hao và Thiên Khôi, đúng không ạ? Cái Tiểu Hao này nó cũng cần báo hiệu cho quý vị là gì, cẩn thận nhé, cẩn thận về cái bệnh tật, kiểu lại mất tiền về bệnh, về tật đó. Thêm nữa lại có lưu niên lâm ở đất Tử nữa, vậy nên là gì, cái vận thế nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Quý vị thường có những cái suy nghĩ tiêu cực, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cũng như là đến vận thế của các bạn. Nói chung ấy, trong thời gian này thì cũng được sao Thiên Khôi thì nó cũng nói là được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Long Đức thì nó cũng chủ về cái sự sáng suốt, minh mẫn. Vậy nên là gì? Nói chung trong thời gian này lại được tam hợp nó tương trợ nữa. Đấy, thì cái vận thế
thì rất là tốt, nhưng mà quý vị cần phải chú ý về cái sức khỏe của mình nhé, về sức khỏe của mình. Đó. À, nếu mà có ốm đau bệnh tật thì cũng gì gặp thầy gặp thuốc chữa dễ chữa khỏi đấy. Đó, đó là cái tháng 11, quý vị chú ý, đặc biệt chú ý là về cái sức khỏe của mình. À, tiếp theo tháng cuối cùng ta xét đó là tháng 12 âm lịch, là tháng Kỷ Sửu. À, thưa quý vị, tháng 12 âm lịch thì chúng ta có Sửu Thổ gặp thân kim, thổ kim tương sinh, vậy nên là trong thời gian này thì sức khỏe nó khá là tốt, sức khỏe là tốt này. Đúng. Các mối quan hệ thì cũng gì, mối quan hệ gia đạo ấy thì là yên vui. Đấy, đi lên. Đấy. Hơn nữa trong tháng này thì chúng ta lại có lưu niên Thanh Long. Thanh Long nó cũng chủ về là cái sao tốt, nó chủ về cái may mắn, đấy, chủ về cái sự sáng suốt, chủ về cái quyết định đúng đắn. À, bên cạnh đó có lưu niên Bạch Hổ thì quý vị cũng cẩn trọng nhé. À, Bạch Hổ nó chủ về những cái tai nạn, những cái hình thương ấy. Vì thế mà khi mà tham gia giao thông này hoặc là đi đâu một mình ấy, thì quý vị nên nhờ con cháu đưa đi để gì? Để không bị những cái tai nạn bất ngờ nó ập đến. À, thưa quý vị, bên cạnh đó thì trong cái tháng này lại có lưu niên lâm vào đất mộ nữa, đâm khiến đôi ra ấy, đâm khi thì nó đưa ra, nó khiến cho những người tuổi giáp thân ấy, nhiều khi cái áp lực từ cái lưu niên mộ nó cũng sẽ khiến cho quý vị gặp nhiều cái phải suy nghĩ, gặp nhiều cái phải suy nghĩ đấy. Và chính cái suy nghĩ này nó cũng làm cho quý vị và các bạn là gì, cảm thấy là gặp nhiều cái khó khăn, gặp nhiều trắc trở, khó có thể nào mà đưa ra được những quyết định đúng đắn được. Vậy nên trong thời gian này thì để gia tăng thêm cái may mắn, sức khỏe cho mình ấy, những người tuổi giáp thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. À, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc, trọn đời cho những người tuổi giáp thân sinh năm 1944 năm ạ. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi giáp thân sinh năm 1944 năm mạng trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ. Hy vọng là thông qua cái chia sẻ của Tử Thông ngày hôm nay sẽ giúp ít phần nào đó cho quý vị nắm bắt được cái vận thế của mình tổng quan trong năm 2025 năm Ất Tỵ, để quý vị có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc, trong cuộc sống, giúp quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào, sức khỏe bình an đến với mọi người trong gia đình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.